Hello, chào mọi người nha, chào chị em. Hôm nay là ngày lễ phục sinh thì mình không ăn con thịt, thì bắt đầu mình đi mua cá về đó. Mình làm chả cá. Cá thì chả cá đây là mình lọc ra thịt rồi không? Nhưng mà chả cá này mình giờ phải có máy xay. Xay thì cá mới lại mực cỡ chừng 400 gram mực nha. Giờ mình bỏ xay để làm chả cá mực để cho nó có cá này cũng dai, nhưng mà mình bỏ thêm mực vào nó càng dai hơn nữa. Ok, giờ bắt đầu đó, mình phải lấy dao mình ra, mình lấy hạt lên. Nước mắm, tỏi, rồi một ít rượu whisky, đâu rồi, vô chút xíu mình phải cho chút dầu vào nó, đó, rồi ngũ vị hương. Chút xíu mình cho vào mình xay này, bắt đầu mình cho nó quay xuống chút xíu để nhìn thấy. Ok, đó là ngũ vị rồi. Để bắt đầu nha, mình xay mực trước, để mực nó dai mình phải xay trước. Quậy lại.
mình cho gia vị vào trước nha. Để rửa cái tay nhá. Cho một chút ngũ vị hương vào. Cho nó thơm. Rồi. Nắp này thôi nha. Một. Ok, dầm bật cái bếp chiên lên, bật tối đa lên. Xong nó nóng rồi á. Nó nóng rồi á thì mình vặn xuống 180 độ. Đó. Để bỏ cái đồ vào. Bình. Nè, bắt đầu. Ôi giời, chưa nóng nữa. Đầu chưa nóng tối đa. Đợi xíu cho dầu nó nóng thật nóng nha, thì mình để phản lại 180 độ. Nhà mình đang sửa bởi vậy nó bừa bộn lắm, lâu quá không làm chút chút bởi vậy hôm nay làm. Chưa, cái này nó mà sôi á, dầu nó mà sôi á thì bắt đầu nó mới bỏ vào nó nở ra liền. Đấy, nó chưa sôi. Đó, nhưng mà bởi nó không có nổi. Dầu nóng thật nóng á, không biết cả cái này bỏ vô cái này nó bung nó nổi liền. Bắt
bảo đảm chả cá này ngon đặc biệt luôn. Dạng cái nó phỏng không? Nha. Chín cho nó vàng luôn đấy, để 190 độ luôn cho nó. Cái bếp này nó yếu lắm, nó như lộ nó 40 bạc. Coi này, đó, nó phỏng thấy không? Nè, phỏng đẹp không? Ngon, lecker. Yummy. Ok, bye bye nha.